15 bí quyết giúp xây dựng hình ảnh cá nhân cách hoàn hảo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này, Tân sẽ chia sẻ cho các bạn 15 cái bí quyết giúp bạn có thể xây dựng được hình ảnh cá nhân một cách hoàn hảo. Thì điều này nó ảnh hưởng rất là lớn tới việc mà xây dựng cái thương hiệu cá nhân của bạn trên mạng xã hội, ở trên môi trường Internet, để bạn có thể là phát triển cái công việc kinh doanh cũng như là phát triển cái công việc riêng của các bạn một cách thuận lợi nhất và mang tới cho bạn thật nhiều cái lượng fan, lượng follow, lượng người hâm mộ và các khách hàng tiềm năng. Điều này đang được sử dụng rất nhiều ở xã hội hiện tại và được ứng dụng rất nhiều trong cái việc làm marketing hiện nay. Đặc biệt các chủ doanh nghiệp, các CEO, các người QL influencer hay là những người làm trong những cái nghề liên quan tới là đào tạo, liên quan tới thương hiệu thì họ luôn sử dụng những điều này để làm cho công việc họ trở nên được tốt nhất và hoàn hảo nhất. Nếu giá trị video clip thấy hay thì đừng quên bấm like video cũng như là subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Tân nhé. Ok, giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào 15 yếu tố này. Và Tân sẽ liệt kê 15 yếu tố theo thứ tự để các bạn dễ hình dung. Và bây giờ Tân sẽ là đánh số từ 1 đến là 15. Để hiểu được hết các cái yếu tố mà Tân sẽ liệt kê thì trong quá trình mà liệt kê cho các bạn thì Tân sẽ phân tích nó là gì, nó đóng vai trò gì, nó có ý nghĩa như thế nào để chúng ta có một cái nhìn dễ dàng nhất và dễ hình dung nhất cho quá trình chúng ta ứng dụng vào công việc. Ok, đầu tiên, thứ nhất đó chính là hãy yêu quý bản thân. Một người mà yêu quý bản thân thì dĩ nhiên là họ mới có thể yêu quý được người khác. Chăm sóc được cho bản thân mình thì mới chăm sóc được cho người khác. Thì khi người khác thấy bạn như vậy, bạn biết chăm lo cho bản thân bạn, bạn biết yêu quý cái sức khỏe của bạn, yêu quý cái cuộc sống của bạn, yêu quý những cái sở thích của bạn, những sự quan tâm của bạn, thì họ mới cảm thấy thích thú, cảm thấy bạn có đủ sự tin tưởng đối với họ. Thứ hai đó là hãy trang điểm và ăn mặc thật đẹp. Thật ra thì bạn không cần thiết phải quá lồng lộn, bạn chỉ cần là trang trọng, lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng, bắt mắt thì cái đó nó sẽ ánh lên cái sự mà chỉnh chu của bạn, cái sự mà tôn trọng của bạn đối với người khác, đối với người xem. Chứ bạn là một người mà lôi thôi lết thết hay là ăn mặc quá bôi bát, quá gọi là xòe xòa thì không ai có đủ niềm tin với bạn, không ai có đủ cảm tình với bạn. Thực tế bạn có thể nhìn thấy là những người mà làm ăn kinh doanh hay là đối tác hợp tác, nếu mà nhìn vô một cái đối phương mà không có sự mà đàng hoàng, là sự đẹp đẽ sạch sẽ thì họ cũng sẽ không có sự tin tưởng, không có cảm tình để làm việc đâu. Ok, thứ ba đó là niềm tin và ý chí vươn lên. Chẳng ai muốn làm việc hay là theo đuổi học hỏi với một người mà không có ý chí, không có cái động lực, không có cái nỗ lực để vươn lên, đạt những cái mục tiêu mới qua từng năm, vượt qua những khó khăn chông gai và thử thách cả. Một người mà có cái niềm tin mãnh liệt và ý chí vươn lên lớn thì sẽ là cái động lực, sẽ là tấm gương, sẽ là cái sự noi theo và học hỏi cho nhiều người khác. Bởi vì vậy nên là cái niềm tin và ý chí vươn lên bạn phải có, bạn phải thể hiện nó cho mọi người thấy. Thứ tư là khích lệ bản thân qua những yếu tố truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng có nghĩa là sao? Truyền cảm hứng có nghĩa là truyền lửa, truyền động lực, truyền cái niềm tin, sự khát khao đối với người khác. Khi mà bạn tự khích lệ bản thân sau những cái khó khăn cuộc sống, sau những cái chông gai, sau những cái vấp ngã, sau những cái thất bại, sau những cái bài học của chính mình, thì bạn sẽ tự cái khích lệ cái bản thân mình vượt qua nó. Hay là bạn đang muốn chinh phục một cái đỉnh cao mới, bạn đang muốn làm một gì đó vĩ đại lớn hơn, thì bạn phải tự tạo động lực cho chính bản thân mình. Và khi bạn làm được điều đó thì những người xung quanh họ sẽ thấy được cái động lực, cái khát khao, cái ý chí của bạn. Và khi có được cái điều đó thì bạn sẽ truyền cho họ cái cảm hứng để họ có
có thể bắt chước theo bạn và làm được những cái mục tiêu, làm được những cái mong muốn của họ đã vạch ra từ rất nhiều năm trước mà họ không thể làm được. Bởi vì vậy bạn hãy trở thành một tấm gương, một cái sự khích lệ, một cái người mà truyền cảm hứng thực tốt đối với nhiều người khác. Thứ năm là chia nhỏ cái cuộc phiêu lưu. Điều này nó hơi kỳ lạ nha. Chia nhỏ cuộc phiêu lưu có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn sẽ có rất nhiều cái cuộc phiêu lưu trong cuộc đời bạn. Những cái lúc mà các bạn đi phượt, đi khám phá một nơi mới, trải nghiệm một cái món ăn mới, hay là khám phá một cái nền văn hóa mới, đi tới một cái dân tộc nào đó, hay là một cái loại hình nghệ thuật nào đó, bạn tìm hiểu, bạn khám phá, bạn nghiên cứu, bạn thăm dò, bạn rút ra bài học, rút ra kinh nghiệm này kia kiểu, thì bạn hãy chia nhỏ nó ra, làm nhiều lần và diễn ra liên tục thường xuyên, thì sẽ kéo theo những cái lượng fan, những cái người tò mò, những cái người mà mong muốn cũng được khám phá, cũng được tìm hiểu giống như bạn, cuốn hút theo bạn và trở thành một cái biểu tượng của sự thú vị đối với nhiều người khác. Rồi, thứ sáu là trao tặng nụ cười và lời khen. Trao tặng nụ cười và lời khen. Ai cũng thích được thấy cái nụ cười của người khác cả. Và cái lời khen đó chính là những cái điều tốt đẹp mà bạn dành cho người khác. Và khi cái người khác được đón nhận những điều này thì họ rất là happy, rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà có những người bạn như bạn. Thì cái khả năng mà bạn kết nối thêm được nhiều người và tạo dựng được cái uy tín, tạo dựng được cái sự ảnh hưởng của bạn sẽ tăng lên rất là cao. Ok, thứ bảy đó chính là hãy giúp đỡ người khác. Điều này là một điều chắc chắn. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn giúp đỡ người khác, chính là bạn đang giúp đỡ chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn giúp đỡ người khác thì cái tấm lòng trong bạn sẽ rộng mở hơn. Cái lòng trắc ẩn, lòng nhân ái của bạn sẽ cao cả hơn, sẽ to lớn hơn và bạn sống có ý nghĩa hơn. Ngay cả chính bản thân bạn, bạn cũng thấy từng ngày trôi qua là một cái điều rất là tuyệt vời. Từng giây phút trôi qua luôn mang lại cho bạn những cái giá trị sâu sắc. Bởi vì vậy, việc giúp đỡ người khác là như giúp đỡ chính mình trước. Đây là nói về vấn đề về bên trong, vấn đề về tâm linh, vấn đề về nhận thức bên trong. Nhưng mà nói về vấn đề bên ngoài, người khác nhìn vào bạn như thế nào, thì bạn giúp đỡ người khác chính là bạn thể hiện là cái tâm thái tốt. Bạn thể hiện bạn là một con người biết yêu thương, có lòng trắc ẩn, có cái tâm hồn đẹp để cho mọi người có thể là thấy, có thể là noi theo và có thể là yêu quý bạn hơn. Dĩ nhiên là những điều này nên xuất phát từ trái tim, chứ đừng có làm hình ảnh, đừng có làm màu mè mà bên trong mà không có gì cả, thì nó về mặt lâu dài thì nó cũng chả mang lại cho bạn gì đâu. Nhiều khi nó sẽ là tác dụng phụ. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự chân thành nó luôn bền vững, còn cái gì nó không chân thành thì nó sẽ pha nhòa theo thời gian mà thôi. Thứ 8 đó là hãy cân nhắc khi kết bạn. Với sự phát triển của mạng xã hội thì bạn có thể kết bạn rất nhiều, hàng ngàn người. Bạn có thể tạo lên 2-3 cái nick Facebook để kết bạn là vài chục ngàn người cũng được. Và có nhiều kênh để bạn có thể mở rộng mối quan hệ của bạn như là Instagram, Facebook, Zalo, LinkedIn, Twitter, rất nhiều các kênh ha. Đó là những cái kênh mà phổ biến tân kể, chưa kể những cái mạng xã hội khác như là Bingo các kiểu, hay là WhatsApp rồi Telegram, thì rất là nhiều để bạn có thể là kết nối được với người khác. Nhưng mà không phải ai bạn cũng nên kết bạn. Mở rộng mối quan hệ là tốt, nhưng mà cuộc sống này có rất nhiều người và mỗi người đều có một cái tiêu chí khác nhau về kết bạn, định hướng khác nhau, tâm thế khác nhau, suy nghĩ khác nhau, quan điểm khác nhau, tất cả đều khác nhau hết. Thì nếu mà bạn mà đụng ai bạn cùng kết bạn thì bạn sẽ không định hình được là cái giá trị mình đang đi về đâu và như thế nào. Nên là cân nhắc những người bạn trước khi kết bạn để bạn coi họ có điểm chung không, có sự phù hợp hay không, có những cái suy nghĩ, có những cái sở thích, có những cái thói quen, hay là có những cái góc nhìn, những cái quan điểm đâu đó phù hợp với mình hay không thì bạn hãy kết bạn. Còn nếu không thì thôi, xã hội còn rộng mà, tới 8 tỷ dân nữa mà. Bạn đâu cần thiết đâu mà bạn phải kết bạn với bất kỳ ai mà bạn không có cái cảm tình hay không có một cái dấu ấn gì, đúng không? Ok, nếu đúng thì bấm subscribe lên cái kênh đi các bạn, bởi vì bạn sẽ lắng nghe những cái điều đúng và hay ho như thế này thường xuyên hơn nữa trên kênh Tân Nguyễn Marketing mà thôi.
ha, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tới điều thứ 9 là hãy viết ra những phẩm chất, viết ra những phẩm chất tốt đẹp của bạn. Bạn hãy làm điều đó đi. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người cần biết điều đó. Không phải là chúng ta khoe khoang, không phải là chúng ta thể hiện, mà những cái điều tốt đẹp đó cần được lan tỏa, những cái điều tốt đẹp đó cần được biết tới, và nhiều người người ta thích những cái điều tốt đẹp đó. Và khi mà họ biết được bạn là những người như vậy thì họ sẽ yêu quý bạn hơn, họ sẽ kết nối sâu với bạn hơn và họ có niềm tin dành cho bạn lớn hơn. Và khi như vậy thì cái khả năng bạn tương tác, bạn kết nối với họ sẽ dễ dàng hơn và có thể đi tới những mối quan hệ lâu dài và bền chặt. Chưa kể những cái cơ hội xuất phát từ phía họ dành cho bạn là rất là cao. Thứ 10, đó là lập danh sách. Lập danh sách chiến thắng. Lập danh sách những gì mà bạn đã chiến thắng trong cuộc sống này và bạn đã tạo dựng được những cái điều gì trong cái quá trình mà bạn sống, bạn tồn tại đến giây phút này. Bạn đã đạt được học sinh giỏi như thế nào, bạn đã đạt được cái bằng khen của tỉnh, của huyện, của quốc gia như thế nào, bạn đã vượt qua cái kỳ thi đại học với số điểm cao ngất ngưỡng như thế nào, bạn đã lãnh đạo một cái đội nhóm đi làm công tác tình nguyện thành công như thế nào, hay là bạn đã chinh phục một cái cột mốc gì đó trong cuộc sống như thế nào. Hãy lập danh sách những điều chiến thắng này. Vì khi đó bạn sẽ thể hiện cho người ta thấy về cái năng lực của bạn, về cái thành tích của bạn, về cái con người của bạn, về cái nội tại bên trong của bạn như thế nào. Và những người đang follow bạn, đang tìm hiểu về bạn, đang theo dõi bạn, họ sẽ có thêm được cái sự tin tưởng, có thêm được cái động lực, có thêm cái nguồn cảm hứng và có thêm sự yêu mến đối với bạn nhiều hơn. Rồi, 11, đó chính là tránh xa sách báo, phim ảnh tiêu cực. Bởi vì những cái sách báo, những cái phim ảnh tiêu cực nó sẽ khiến cho bạn bị ảnh hưởng. Tin tưởng đi, những điều này nó tác động dần dần vào não của bạn thì nó sẽ gây ảnh hưởng bên trong não bộ của bạn và khiến bạn làm theo một cách vô thức mà khi nào bạn cũng chả hay luôn. Nên là những cái sách báo mà nó phát triển bản thân, những sách báo mà liên quan tới kỹ năng, liên quan tới cuộc sống, về tâm hồn, về tư duy thì các bạn nên đọc. Còn những cái sách báo mà bậy bạ hay là những cái thông tin mà nó không được hay, nó không được chính đáng, nó không mang lại giá trị cho bạn thì bạn hãy rời xa nó. Và những cái phim ảnh nào mà nó mang cái thực tại, nội tại bên trong cho bạn rất nhiều bài học thì bạn hãy tiếp xúc với nó. Còn những phim ảnh chỉ mang giá trị mà giải trí đơn thuần hay là xàm bà láp tào lao thiên đế thì bạn cứ bỏ qua một bên, đừng bao giờ xem những bộ phim đó, rất mất thời gian. Bởi vì Tân là một cái tín đồ, nếu mà chính xác ra Tân là tín đồ mê phim và cũng gọi là một con mọt sách. Bởi vì cái số lượng mà sách Tân đã đọc đến thời điểm này phải trên 1.000 cuốn và phim mà Tân đã coi thì kể không hết. Hầu hết tất cả những cái bộ phim, đặc biệt là cái thể loại mà kinh dị. Mình thì lại thích thể loại kinh dị ha, thể loại kinh dị thì coi cũng bắt hết. Và những cái bộ phim mà nó liên quan tới gọi là tư duy cuộc sống hay là tạo động lực hay là mang những cái giá trị về nhân sinh quan, về con người thì Tân cũng coi mắc nát rồi. Forrest Gump cũng coi rồi, Mưu Cầu Hạnh Phúc cũng coi rồi, Triệu Phú Khu Ổ Chuột cũng coi rồi, Cậu Bé Đặc Biệt cũng coi rồi, Ba Chàng Ngốc cũng coi rồi. Rất nhiều cái bộ phim hay mà nổi tiếng Tân coi hết rồi. Và nhiều bộ phim mang lại cho mình rất nhiều cái kiến thức, cái giá trị, cái bài học sâu sắc để ứng dụng vào trong cuộc sống và nhìn nhận cuộc sống cách rộng hơn, sâu sắc hơn và nó đậm cái chất tình người hơn. Ok, 12 đó chính là học cả những thất bại lẫn thành công. Thành công thì học rồi không nói rồi, nhưng mà thất bại cũng phải học các bạn à. Thất bại tại sao phải học? Tại vì thất bại mang cho chúng ta rất nhiều cái bài học quý giá.
Bởi vì sao? Có thất bại mới có thành công chứ. Đâu có ai mà đùng cái thành công liền đâu. Họ phải trải qua những lần thất bại, những lần vấp ngã, những lần bị lừa dối, những lần bị thị trường lừa gạt, những lần bị con người lừa gạt, những lần bị đối tác lừa gạt, những lần bị bị xã hội lừa gạt, những lần bị gọi là sao ta, kinh tế thế giới lừa gạt, thì thậm chí là những lần bị nhà nước lừa gạt. Rất nhiều cái câu chuyện ở đây, có thể là Tân kể nó khá là vui như vậy thôi, nhưng mà nó toàn bộ là thực tế hết các bạn ạ. Toàn bộ là thực tế hết các bạn ạ. Toàn bộ những điều đó đều sẽ ảnh hưởng đến bạn trong cái quá trình mà các bạn đi kinh doanh, các bạn đi kiếm tiền, các bạn đi đầu tư. Rất là nhiều cái câu chuyện mà thất bại như vậy. Thất bại từ những điều đó thì chúng ta mới rút ra những cái bài học như thế nào trong cuộc sống, để mai mốt mà có gặp cái trường hợp tương tự thì chúng ta cũng phòng tránh được, hoặc chúng ta sẽ có những cái biện pháp, những cái hướng đi nó phù hợp hơn cho cái sự mà phát triển lâu dài hơn cho chúng ta. Ok, 13 là tích cực tham gia hoạt động xã hội. Vì khi bạn tham gia những hoạt động xã hội như thế này thì bạn sẽ đóng góp rất là nhiều cái công sức, cũng như là rất là nhiều cái hình ảnh từ cái bản thân bạn tác động lên nhiều người khác, đặc biệt là giới trẻ. Thì những điều này sẽ giúp cho cái cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, trở nên nó đầy cái tính nhân văn hơn. Và các bạn phải hiểu là giữa con người với con người, thì đặc biệt là dân tộc Việt Nam chúng ta ha, thì cái tình đoàn kết dân tộc á, và cái lòng yêu thương con người nó rất là lớn. Bạn có thể thấy là ở ngoài miền Trung mà hồi mà bão lũ, cái năm mà Thủy Tề với lại là HL14 mà đi động á, cái tình thương giữa con người với con người trong cái xã hội Việt Nam này nó rất là lớn các bạn ạ. Người ta sẵn sàng chạy một cái quãng đường rất là xa từ miền Nam ra miền Trung để cứu trợ đồng bào lội nắng, lội mưa các kiểu, để có thể là trao quà hay là cứu trợ giúp đỡ những cái người dân của chúng ta mà không ngại khó khăn vất vả. Những người có ít người ta góp ít, có nhiều người ta góp nhiều, chứ không ai mà ki bo cũng xịn hay là keo kiệt mà không có giúp đỡ mà đồng bào đâu. Nên là cái tình thương của người Việt Nam của mình rất là lớn. Bởi vì vậy nên những cái hành động mà bạn làm cho xã hội luôn được ghi nhận và luôn được yêu mến, luôn được theo dõi và luôn được cái sự ủng hộ từ rất nhiều người. 14 là luôn tự tin. Đâu cũng vậy, tự tin khác với gọi là tự cao nha các bạn. Tự tin khác với tự cao hay là kiêu ngạo. Tự tin là bạn hiểu bạn giỏi ở điểm nào, bạn mạnh ở điểm nào, bạn có thể thể hiện cái điều đó cho mọi người biết. Còn tự cao có nghĩa là nghĩ ta đây đã giỏi rồi, ta đây đã hơn mọi người rồi, thì lúc nào nói chuyện cũng kiểu như là trên trời á, nói chuyện trên đầu trên cổ người ta vậy. Nhưng mà thực tế là xã hội, cuộc sống á, luôn có một cái câu mà Tân luôn nhớ từ xưa tới giờ, đó là núi cao luôn có núi cao hơn, người giỏi cỡ nào vẫn luôn có người giỏi hơn, nên đừng có vỗ ngực xưng tên với ai cả ha. Còn kiêu ngạo là một cái mà không dĩ nhiên những người kiêu ngạo người ta cũng có cái năng lực chứ không phải là không nha, nhưng mà cái năng lực của họ cũng chưa tới đâu cả, cũng chưa là cái gì so với thiên hạ cả. Nhưng mà cái việc kiêu ngạo đó của họ sẽ khiến họ không phát triển được nữa và khiến người khác không có cảm tình với họ. Còn tự tin là sao? Tự tin có nghĩa là biết được mình giỏi cái gì, mình mạnh cái gì và mình có thể làm được cái gì để mình có thể đảm nhận được nó, mình có thể là phát triển được nó trong cái tương lai và sẵn sàng đương đầu và đối diện với nó. Còn tự tin nó sẽ khác với cái tự ti. Tự ti là không dám làm hết, nghĩ mình thấp bé, nghĩ mình dở, nghĩ mình không có tài năng, nghĩ mình không có năng lực gì cả, thì cái tự ti không giúp bạn phát triển đâu. Tự tin sẽ giúp bạn làm được điều đó. Giống như Tân dám nói tự tin là marketing online đa kênh, là Tân là một trong những người mà nắm rõ nhất, nắm kỹ nhất và thực hiện tốt nhất đó. Còn dĩ nhiên là ví dụ giống như là một cái kênh nào đó bất kỳ mà chuyên sâu thì Tân không dám chắc điều đó. Cái đó là biết người biết ta ha, ra xã hội biết người biết ta, mình biết cái gì, mình hiểu cái gì, mình nghiên cứu sâu về cái gì thì mình phải tự tin vào cái đó. Và dĩ nhiên chúng ta cũng không có được kiêu ngạo, không được cái việc mà ta đây với xã hội, đó là những gì mà phải thể hiện ra bên ngoài để xây dựng được cái chân dung hình ảnh chúng ta cách hoàn hảo. Và cái điều cuối cùng Tân muốn nói với các bạn đó là thường xuyên thay đổi vẻ bề ngoài khi có thể. Thay đổi vẻ bề ngoài này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vóc dáng chúng ta
quần áo chúng ta mặc, trang sức chúng ta đeo, chiếc xe chúng ta đi và những thứ khác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Tân đã phân tích trong những cái video trước đó thì với marketing, vẻ bề ngoài các bạn luôn nói là con người không bao giờ đánh giá người khác vào cái vẻ bề ngoài, nhưng mà cuộc sống nó khác các bạn ạ. Cuộc sống khi mà bạn vừa tiếp xúc với ai đó thì cái mà bạn nhìn đầu tiên là vẻ bề ngoài đó. Và vẻ bề ngoài như thế nào thì bạn sẽ tạm thời nha, Tân nói từ tạm thời là đánh giá họ như vậy, và có cảm tình hay không là nhờ cái vẻ bề ngoài. Nên là cái việc vẻ bề ngoài các bạn thường xuyên các bạn thay đổi một cách tích cực nha, chứ không phải một cách tiêu cực mà đi đi xuống, phải đi lên nha. Nghĩa là bạn thay đổi vẻ bề ngoài mà lâu lâu lại thay đổi cái này, lâu lâu lại thay đổi cái kia, cuộc sống càng ngày càng đi lên thì họ, những cái người đang theo dõi bạn, những cái người yêu quý và quan tâm của bạn thì sẽ là yêu mến bạn hơn, tin tưởng bạn hơn và có chiều hướng mà kết nối với bạn sâu hơn. Giống như việc mà trước đây bạn chạy một chiếc xe tay ga bình thường, sau đó bạn lên SH, rồi sau đó bạn lên xe hơi rồi này kia các kiểu, thì nó sẽ giúp cho người ta thấy được là cái năng của lực của bạn được triển khai, mang lại cái kết quả, mang lại cái hiệu quả, và cuộc sống của bạn đang tốt lên từng ngày, và đó là một cái tấm gương để cho họ noi theo và cho họ hỏi. Rồi, thì trên đây là 15 cái bí quyết xây dựng hình ảnh cá nhân cách hoàn hảo, giúp bạn có thể áp dụng vào trong cái việc làm marketing, xây dựng thương hiệu cá nhân trên các mạng xã hội một cách hiệu quả mà Tân đã tổng hợp lại để chia sẻ đến với các bạn. Nếu giá trị video clip này thấy hay thì đừng quên bấm like hoặc là thả tim, ở đây không có tim thì cứ bấm like ha. Bấm like video để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó hãy bấm subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những cái video chia sẻ khác về marketing, về kinh doanh online trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Bạn cảm nhận như thế nào về giá trị video này mang lại thì hãy comment cái ý kiến của bạn, cái góc nhìn của bạn bên dưới video để Tân được biết, hoặc bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào liên quan tới cái việc xây dựng cái hình ảnh cá nhân này thì bạn vẫn có thể là đặt câu hỏi bên dưới video. Tôi sẽ tổng hợp lại những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất và sẽ xây dựng những chuỗi video liên quan để hỗ trợ cho các bạn, nhằm giúp các bạn làm marketing online được tốt hơn. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.